ranh giới buồn vui của bánh bao nó mong manh như sợi chỉ. Cái lý do dỗi bố cũng hết sức dễ hiểu cơ. Đấy, ai bảo anh cứ để dép lung tung, xong bây giờ lại mất công đi dỗ dành kìa. Clip này là mình quay chiều qua đấy, trời vẫn còn nóng ơi là nóng. Thế nào mà sang đến hôm nay nhá, trời quay xem một phát lạnh buốt tim gan. Mà mọi người nhìn nãy giờ chắc là không hiểu hai bố con nhà này đang làm gì đúng không? Thì đấy, lại dăm ba cái trò dỗ dành của ông Quyền. Bánh bao là quên hết cái giận dỗi rồi đấy. Kể cũng nhanh, tháng nữa đến Tết Dương rồi, bánh bao là cũng được nghỉ lễ tận 10 ngày đấy. Nhà mình là cũng có dự định đến Đài Loan vào lúc đấy, không biết là tầm đó ở Đài Loan đã lạnh chưa cô chú nhở. À mà đấy, hơn 20 ngày nữa đã cũng đến sinh nhật bánh bao rồi. Mới ngày nào nhá, mẹ còn đang vác cái bụng to tướng thấp thỏm chờ ngày đẻ đấy. Thế mà giờ đây thanh niên sắp 3 tuổi đến nơi rồi. Ai dạ, mọi người nhớ cái máy đọc truyện Ken Ken này không? Bánh bao là có cả bộ sưu tập luôn đến này. Mới ngày nào bé tí vẫn còn ê a ê a, còn giờ á bà nhỏ đọc theo liến thoáng. Để thấy không, tình yêu của mẹ vô cùng to lớn và có thể chiến thắng tất cả. Mẹ và cô, mẹ và cô, bé và mẹ, bố chăn bé và mẹ bay, chạy tới ôm bố cô. Đúng rồi. Bố chờ bé và cô, bố xa vào mong mẹ. Đúng nha. Bố thì bố xem nào nhá, bố nhá. Ok, cẩn thận đi. Little bird. Little bird. Little bird, little bird, little bird, hop, 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 little bird, little bird, little bird, fly, fly, fly. Good job, baby. Good job, baby. Bánh bao là nghiện cực kỳ. Cái máy xanh này là có đến 40 chuyện thơ song ngữ đấy. Ông Quyền ông ấy thấy bánh bao mê đọc truyện ấy nên là đầu tư cả bộ luôn. Riêng cái khoản phát triển ngôn ngữ ấy, là ông ấy ủng hộ nhiệt tình lắm. Giờ thì hay quá luôn rồi. Bánh bao đi chơi đi học thì thôi nha. Cứ về đến nhà cái mồm leo lẻo leo lẻo. Ta nói là cái đầu bố mẹ nhức quá trời quá đất.